Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái bài tập mới. Thì mình đã biết cách tập phong cầu, tập hất cầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập một cái bài tập kết hợp với hai động tác này ha. Cũng giống như là mình tập luôn cái di chuyển cơ bản là mình phong và mình lốp kết hợp với nhau. Thì mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem coi mình sẽ tập hai động tác này kết hợp như thế nào. Đến với phần bài tập di chuyển cơ bản này á, thì lý do tại sao thì mình phải tập cái bài này ở cái giai đoạn đầu tiên. Thì đây là một cái bài tập mà mình nghĩ là sẽ dành cho các bạn mới chơi ha. Còn các bạn mà đã chơi lâu rồi, các bạn biết hết rồi á, thì các bạn có thể bỏ qua cái bài tập này cũng như là video clip này. Thì video clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn mới tập chơi sau khi các bạn đã tập xong cái động tác phong cầu, cũng như là các bạn di chuyển nửa sân sau, mình hay còn gọi là nửa sân ha, là các bạn di chuyển từ nửa sân đổ về sau phong cầu, cũng như là các bạn đã biết các bài tập di chuyển về lên lưới, còn mình hay gọi là nửa sân trước lên bung cầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ kết hợp giữa hai động tác lên bung cầu và lùi xuống lớp cầu, cũng như là mình đã giới thiệu ở cái phần cơ bản gọi là di chuyển cơ bản, có nghĩa là các bạn sẽ chạy liên tục lên xuống lên xuống lên xuống. Thì ở bài tập này thì yêu cầu cũng là cơ bản giống như những lần trước, mình sẽ yêu cầu là các bạn cần có hai người, một người đứng ở góc cuối sân bên kia, thì cái người đó sẽ thực hiện động tác lốp và động tác chặt cầu, người đó sẽ đánh liên tục lốp cầu và chặt cầu. Còn ở bên đây thì các bạn sẽ phải di chuyển. Thì khi di chuyển thì cái yêu cầu là mình sẽ không đánh hư ha. Cái này mình đã nói rất là nhiều lần, nếu đánh hư thì sẽ không tập được. Thì mình không đánh hư. Và cái thứ hai nữa là khi mình tập á, ở phần di chuyển này á, mình sẽ cố gắng không chạy trước ha. Tại giống như các bạn sẽ biết trước rồi, các bạn sẽ đánh một trái sau, một trái trước, thì các bạn sẽ chạy lên, các bạn chạy lên sẵn, các bạn đứng chờ, thì không phải, các bạn sẽ không tập được ha. Tập thì mình sẽ sau mỗi động tác mình đánh xong, mình sẽ di chuyển về giữa tại cái vị trí cân bằng á, rồi mình sẽ chờ cái người tập cùng với mình đánh, rồi bắt đầu mình sẽ di chuyển ra, chứ mình không di chuyển trước. Thì ở các cái bài tập lúc nào cũng vậy, mình sẽ tập từ mức độ dễ đến khó. Thì đầu tiên ở dễ thì mình sẽ tập là một trái sau, một trái trước, thì mình đã biết trước như vậy rồi, và đánh ở cái mức độ tốc độ chậm ha, không đánh nhanh. Tại các bạn mới đến chơi mà ở bên kia mà đánh nhanh quá, các bạn sẽ không di chuyển được và đánh hư nhiều thì sẽ không tập được. Thì muốn đánh chậm thì như mình nói là các bạn sẽ phải phong vòng lên, không có phong với cầu nó bay ngang hoặc bay lao. Rồi đó là về phần mức độ đầu tiên, thì các bạn sẽ đánh một trái nhanh sau, một trái trước, kết hợp với di chuyển đều, và nhớ cho mình là đừng di chuyển trước, phải đợi bên kia đánh mình mới chạy. Mình cứ đánh xong mình phải di chuyển về vị trí cân bằng. Ở mức độ 2 thì mình nâng lên một tí, có nghĩa là mình sẽ nâng cái tốc độ cầu đánh nhanh hơn, bằng cách mình kêu với người bên kia cố gắng đánh nhanh hơn một tí, phong với cầu nó cái chiều cao của cầu nó sẽ không vòng lên quá cao nữa, và lúc này nó sẽ bay hơi ngang hơn tí để cho mình tập nhanh hơn. Và cũng như là mình sẽ kết hợp thay đổi trong cái việc là một trái sau một trái trước, thì lúc này mình sẽ đánh hai trái sau một trái trước để mình di chuyển vô, rồi mình phải di chuyển ngược ra, mình đánh tiếp một trái nữa rồi mình mới di chuyển lên lưới. Hoặc có thể các bạn kết hợp hai trái trước một trái sau, các bạn lên các bạn bung hai bung, các bạn lui về lại tiếp tục lên bung lui về rồi mới ra sau phong cầu. Còn các bạn cũng có thể sáng tạo thêm bằng cách ba trái sau một trái trước chẳng hạn, hoặc là bốn trái sau một trái trước, cái đó tùy các bạn ha. Thì ở đối với các bài tập nào cũng vậy, yêu cầu đừng đánh hư, mình phải đánh liên tục. Thì ở cái mức độ mình đánh mà nhiều đường cầu, càng nhiều đường cầu nó sẽ càng tốt cho mình. Và cái mức độ cuối cùng, mức độ thứ ba là khó hơn nữa, có nghĩa là mình sẽ đánh tự do ha. Mình sẽ không biết trước bên kia người ta đánh như cái gì, và mình chỉ việc mình về vị trí cân bằng và mình chuẩn bị mình chạy thôi. Thì đó, ở bên kia người ta sẽ đánh liên tục, người ta có thể chặt, người ta có thể lốp, người ta muốn làm gì ta làm. Bên này mình chỉ di chuyển và mình cố gắng mình đánh trả lại bên kia. Thì đây là một cái bài tập mà mình nghĩ là sẽ giúp ích cho những người mới đến với bộ môn cầu lông, mới tập chơi. Các bạn nên tập ở mức độ đó hơn, có nghĩa là các bạn đánh làm sao đánh trả được cho đối phương khi đối phương lốp mình, cũng giống như là chặt mình, là về phần cơ bản nhất ha. Các bạn hãy tập cái di chuyển này. Các bạn có thể thấy cái này nó rất là đơn giản trong lúc các bạn đánh hoặc là trong lúc các bạn tập, nhưng thực tế khi các bạn vào đánh tính điểm thì mình sẽ thường xuyên mất điểm vì những cái lỗi rất là cơ bản thôi. Chẳng hạn như người ta lốp mình cũng phải đánh hư, hoặc người ta chặt mình lên không tới, thì cái bài tập này nó sẽ giúp các bạn cải thiện được cái chuyện đó. Chỉ cần lên sân á, các bạn chỉ cần người ta lốp chặt đánh liên tục, các bạn không bị thua, không bị mất điểm, thì nó đã là một cái phần gì đó các bạn giúp các bạn chiến thắng rồi. Các bạn biết là khi các bạn đưa cầu bổng lên á, thì người ta sẽ có ba, người ta có thể đánh ba cái, một là người ta lốp cầu, chặt cầu hoặc đập cầu. Thì ở đây
ban đầu á, mình đã tập được động tác phong cầu và động tác bung cầu rồi, thì mình sẽ kết hợp mình tập hai động tác này trước, mình cố gắng mà làm sao mình đỡ được hai cái đường cầu đó. Còn cái đường cầu đập á, thì sau này khi mà mình tập thủ nữa, mình lên nâng cao nữa, thì lúc này mình sẽ kết hợp thêm hai động tác nữa, thì lúc này mình sẽ thủ được toàn nửa sân ha. Giống như các bạn đánh đôi thì các bạn sẽ phải bao quát được nửa sân, thì lúc này các bạn cái phần các bạn lo được rồi thì dĩ nhiên bồ các bạn sẽ yên tâm hơn. Còn nếu bây giờ các bạn cứ đánh hư rồi các bạn lớp cậu cũng hư mà dở cậu cũng hư thì nội là cái cơ bản thôi, nhưng mà các bạn không tập á, các bạn đánh hư nhiều thì cũng đã mất điểm rất là nhiều điểm rồi. Thì ngoài ra ở đây mình còn lưu ý về cái bài tập này, khi các bạn tập các bạn để ý cái tay vợt ha. Cái tay vợt của mình á, lúc nào cũng thủ á, mình sẽ không hạ xuống. Tại vì có rất là nhiều người, người ta sẽ bị một cái thói quen khi các bạn đứng á, ít khi nào các bạn nhấc tay lên lắm, các bạn sẽ luôn đứng hai tay các bạn xuống vậy nè. Lúc các bạn cầm vợt cũng vậy, các bạn sẽ thường có thói quen là bỏ cái vợt xuống như thế này. Đây là bị rất là nhiều. Thì thành ra khi mà vô tập như vậy, các bạn đánh xong các bạn sẽ có một thói quen, các bạn vô các bạn đứng các bạn sẽ để cái vợt dưới này đó. Thì cái này các bạn lưu ý, dỡ cái vợt lên cho mình ở cái vị trí thủ á, là vợt mình cầm như thế này, dỡ vợt lên thì khi mình ra động tác nào nó cũng sẽ nhanh gọn hơn, thay vì các bạn đi một cái đường dài từ dưới này các bạn dỡ lên ha. Nhớ cái động tác đó, tập kỹ động tác này, mình cầm vợt đây. Phong cầu thì mình chỉ cần mở xoay người, mình mở vợt từ đây lên nó rất là ngắn, thay vì các bạn mở từ dưới này lên, cũng giống như là dỡ cầu các bạn đây các bạn ngã ra liền, còn dưới này các bạn đưa lên các bạn mới ngã ra nữa. Thì đó là tất cả những gì mà mình cần lưu ý, cũng giống như là những cái yêu cầu ở cái bài tập di chuyển cơ bản này. Thì đây là một cái bài tập mà mình nghĩ là ai mới đến với bộ môn cầu lông này cũng đều phải tập qua hết á. Và nhìn thì thấy nó rất là cơ bản, nó chẳng có gì khó, nhưng mà các bạn phải tập nhiều ha. Thấy vậy chứ những cái cơ bản thì đôi lúc mình lại rất là hay sai, mà mình sai nhiều, mà trong khi mình đánh á mà mình sai những cái động tác cơ bản này là mình mất điểm rồi. Thành ra mình đánh thua hoài, đôi lúc chỉ những cái cơ bản mà nó làm cho mình thua mà mình lại không biết. Thì đó là những cái chia sẻ về cái cách tập luyện của mình. Thì đầu tiên mình sẽ tập những cái bài này, và mình tập rất là nhiều luôn để cho mình thuần thục cái bài này luôn. Thì khi vào sân người ta lớp, người ta chặt, mình sẽ không bị mất điểm nữa. Thôi, thì hy vọng là video sẽ giúp ích được cho các bạn. Cũng giống như là nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment xuống phía dưới ha. Mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực tiếp tục làm những video tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.